Mệnh đề thứ nhất là của Quynh Ái Quốc. Nãy giờ Quynh đại cũng hay lâu hả Quynh ạ? Quynh có hỏi 6 câu trong bài thu đã cuối. Còn một đoạn mưa tầng nắng sở, trải qua rồi việc dở quá hay. Thế gian sẽ biết thánh tài, bế bồng con dài hát bài thải ca. Ai mà được trong qua cảnh ấy, cõi phúc nhà tạo lấy mà nhờ. Kính mời chú Long Đạo chia sẻ. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì bây giờ em sĩ xin được trình bày cái David ơi, đâu kéo cái câu kia xuống David. Cái câu trong bài thu đã cuối, đồng đạo nào đã hỏi nãy đó, là còn một đoạn mưa tầng nắng sở, trải qua rồi diệt dở mới hay. Thế gian sẽ biết thánh tài, bế bồng con dại hát bài khải ca. Còn một đoạn, tức là từ đây cho đến cái ngày mà lập đời lại đó, tới cái ngày mà lập cái đời Thượng Môn Thánh Đức lại đó, nó còn trải qua một cái giai đoạn, còn một cái giai đoạn nữa, còn một đoạn mưa tầng nắng sở nữa. Tức là ở đây ý nói là hai cái giai đoạn mà rất là khó khăn, hai cái giai đoạn rất là khó khăn trước khi lập đời Thượng Môn Thánh Đức lại. Cái người tín đồ chúng ta trong cái lúc mà Đức Thầy tha vắng nè, là người tín đồ chúng ta còn phải chịu hai cái cảnh khổ nữa. Hai cảnh khổ, một cái đoạn mưa tầng và một đoạn nắng sở, tức là mưa dầm rồi nắng hạn nữa, tức là mưa nó dầm kéo dài từ ngày qua ngày khác, rồi nắng hạn nữa. Ý nói là cái giai đoạn nó dài đó. Cái giai đoạn mưa tầng cũng như là giai đoạn nắng sở nó rất là dài. Nhìn vào cái lịch sử của đất nước Việt Nam mình với cái đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì chúng ta cũng đã thấy được có những cái giai đoạn mà nó rất là khắc nghiệt với đạo chúng ta, có những giai đoạn mà rất là khắc nghiệt. Cụ thể thí dụ em chỉ thí dụ như là cái giai đoạn mà cái thời của Ngô Đình Diệm đó quý vị. Không phải chỉ riêng có đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, mà đối với đạo Phật nữa, cấm đoán rất là cấm đoán, bởi vì chúng ta cũng biết là Ngô Đình Diệm là cái người theo đạo Công giáo, và chỉ cái ý của Ngô Đình Diệm là muốn phát triển cái đạo Công giáo thôi, cho nên bao nhiêu cái đạo khác đều bị kìm hãm lại hết, cho nên mới xảy ra cái chuyện mà Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu đó, tức là để đấu tranh lại ra một cái vị Hòa Thượng bên đạo Phật cũng phải tự thiêu để mà đấu tranh lại để cho cái đạo được phát triển. Thì đại khái nó là một cái giai đoạn như vậy đó, cũng là một cái giai đoạn mưa tầng hoặc là giai đoạn nắng sở, hoặc là có những cái giai đoạn khác mà mình không có nói ra cho quý vị thì chắc chắn là chúng ta cũng biết mà mình cũng đã trải qua rồi. Sau đó thì trải qua rồi thì việc dở quá hay à. Qua cái thời kỳ đó rồi, hết cái cơn bỉ cực đó rồi, tới cái thời Thái Lai à. Thì tới chừng đó là thế gian sẽ biết thánh tài, tới chừng đó rồi thì sẽ biết thầy là ai. Tới chừng đó rồi thì chúng ta sẽ biết được thầy là ai à. Giả sử như bây giờ, thì thí dụ như giả sử như quý vị. Giả sử như bây giờ trên thế giới nó có một cái cuộc chiến tranh, hay là nó có một cái thiên tai địa ách gì mà nó lớn khủng khiếp, mà không có cái người nào, hoặc là một cái con thú dữ gì đó nó xuất hiện, mà không có một cái người nào, ngay cả súng đạn rồi này kia cũng không làm được gì nữa hết, và nó tàn sát con người ta rất là ghê gớm, mà có một người đứng ra mà làm được cái việc đó, nói một tiếng, hay là dùng cái phương pháp gì đó, dùng cái pháp gì đó một tiếng, mà tự nhiên cái nó an bang lại, tự nhiên cái nó yên ổn lại, một cái thiên tai, một cái địa ách, hay là một cái dịch bệnh gì đó, hay là một cái loài thú dữ gì đó, giả sử nha, cái này điều này là mình giả sử thôi nha, nó xuất hiện mà không có một cái thế gian, trên thế gian này các nhà khoa học hay là tất cả những cái người khác không có khả năng làm được đó, điều đó. Mà bây giờ có một cái người nào đó xuất hiện, giả sử như là có Đức Thầy chúng ta xuất hiện, chúng ta làm, Thầy chúng ta làm được chuyện đó, thì đương nhiên tới chừng đó là quý vị sẽ thấy là nó gom về một mối ngay cái rụp liền. Tới chừng đó đó, tới chừng mà thánh tài xuất hiện rồi đó, thánh tài mà nói chơi mà có kết quả đó, thì mọi người đều sẽ tin Phật xuất hiện rồi đó, thì Phật nói một tiếng đó là nó im phăng phắc liền. Thì tới chừng đó rồi chúng ta sẽ thấy là nó xuôi một chiều hết, mát một mái hết, không còn cái chuyện mà chống bán với nhau, tất cả mọi người đều xuôi hết. Thế gian sẽ biết thánh tài, tới chừng đó mới biết là cái bậc thánh nhân ra đời làm được cái chuyện lớn như vậy. Rồi tới chừng đó mới dìu dắt con dạy, tức là dìu dắt hết tất cả những cái người mà một đời một đạo đến ngày chúng thân với thầy đây nè.
vừa dìu dắt với những cái người mà một lòng một dạ với đạo và hết lòng thực hành theo giáo lý của thầy. Tới chừng đó đó thì Đức thầy sẽ dẫn dắt hết những cái người đó hát bài khải ca, tức là tới chừng đó là rất là vui mừng và là cảnh sống rất là an vui hạnh phúc. Ai mà được trông qua cảnh ấy, tức là cái người nào mà được thấy được cái cảnh đó đó, người nào mà đến được cái cảnh đời đó đó, thì có được cái phước bao nhiêu á, thì sẽ được nhờ cội phước nhà tạo lấy mà nhờ, tức là mình có được cái phúc đức bao nhiêu đó thì mình sẽ có được một cái địa vị hay là một cái địa vị gì đó ở trong cái xã hội đó mà mình nhờ nhỏ. Nói tóm lại cái đoạn giảng này Đức thầy cho chúng ta biết là từ đây đến cái lập đời thượng quân thánh đức lại còn trải qua hai cái giai đoạn rất là chua chát, rất là khổ não đối với cái người tín đồ, đối với người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo. Và trải qua cái giai đoạn đó rồi á thì mọi chuyện nó đều tốt đẹp hết, mọi chuyện đều tốt đẹp hết. Và tới chừng đó rồi á thì Phật ra đời, Đức thầy chúng ta xuất hiện, thì thế gian mới biết được, thế gian sẽ biết mới biết được cái tài của Phật thánh tiên, cái tài của Đức thầy cũng như là các tài của đệ tử của Đức thầy. Bể bồng con dạy hát bài khải ca, sau đó thì Đức thầy sẽ dìu dắt chúng ta đến một cái cảnh đời thượng quân thánh đức. Ai mà được trông qua cảnh ấy thì cội phúc nhà tạo lấy mà nhờ, tức là tới từng đó thì chúng ta sẽ có được một cái địa vị, cái công danh gì tùy theo cái phước đức của mình ở trong cái quá trình mà chúng ta tu tập, thì đây cho đến đó chúng ta sẽ có được một cái địa vị hay một cái hoàn cảnh sống nó phù hợp với cái phước đức của mình. Nói tóm lại là cái đoạn giảng này thì đó là những cái đại ý mà em sì muốn trình bày cùng quý vị trong bài thu đã cuối. Và cũng muốn xin được nói thêm với quý vị là cái giai đoạn này từ đây đến đó không có còn xa nữa nha. Chúng ta nên nhớ vậy. Rất là nhiều chỗ trong thi văn giáo lý, rất là nhiều chỗ mà Đức thầy cũng đã cho chúng ta biết rằng mặc dù nói là nó xa như vậy đó, nhưng mà Đức thầy cũng có nhiều chỗ thầy cho biết là đời nay mỏng tợ màng the, hay là gẫm đây đến cuộc mây rồng chẳng xa. Rõ ràng là đó là những cái lời mà Đức thầy đã cho cảnh tỉnh cho chúng ta biết, từ đây đến đó còn rất là ngắn, và chúng ta cũng phải cố gắng theo thầy, cố gắng theo đúng cái tôn chỉ hành đạo, đúng cái lời của Đức thầy chỉ dạy trong thi văn giáo lý để chúng ta thực hành theo. Thì đó là cái ý của LC hiểu về cái đoạn giảng này, xin được trình bày ý hiểu của mình. Mong quý vị nào có cái ý nào hay thì quý vị bổ sung thêm, LC cũng xin được lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật.